chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn và trong video ngày hôm nay Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hươu đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ tăng cường sức khỏe của chúng ta như thế nào nhé à vâng thưa các bạn từ xưa đến nay thì nhung hươu hay là nhân sâm vốn đã được xem như là một trong những loại dược liệu quý mang đến những tác dụng tuyệt vời với sức khỏe của con người đúng không ạ và ngày nay thì có rất nhiều người mặc dù tuổi còn trẻ thôi nhưng sức khỏe của họ thì không được tốt cho lắm và họ thường xuyên thì cảm thấy căng thẳng mệt mỏi cũng như là sức khỏe không được ổn định hay là đối với những người cao tuổi khi mà đã có tuổi rồi thì họ ăn uống kém đi đồng thời là ăn không ngon cũng như là ngủ không ngon giấc chính vì vậy làm như thế nào để sức khỏe của họ trở nên tốt hơn ăn ngon hơn ngủ ngon hơn đồng thời là ngăn chặn những căn bệnh nguy hiểm, luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Và chính vì vậy thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hieu đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hieu đến từ Hàn Quốc là một trong những dòng sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Samsung, một trong những tập đoàn vô cùng danh giá và nổi tiếng tại Hàn Quốc. Nước hồng sâm Nhung Hieu Hàn Quốc là sản phẩm được chế biến từ hai thành phần chính, đó chính là Nhung Hieu và hồng sâm 6 năm tuổi nếu như nhung hươu được biết đến là một trong những tứ loại tứ đại thực dược ở gồm sâm, nhung, quế, phụ, ở nhung hươu thì chúng ta đều biết rằng mang đến rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và đặc biệt đối với những người suy nhược cơ thể thì nhung hươu được xem như là thần dược không chỉ giúp họ là có được sức khỏe tốt hơn, khỏe mạnh hơn mà nhung hươu còn mang đến nhiều công dụng vô cùng thần kỳ hỗ trợ điều trị bệnh hay ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó thì nhân sâm và những củ sâm để chế tạo nên dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này là những củ sâm 6 năm tuổi được chọn lọc kỹ càng, sau đó được chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Và sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu thì mang đến những công dụng trên cả tuyệt vời đối với người dùng. Đầu tiên, đó chính là kể đến khả năng kích thích sự ở sản xuất của protein huyết thanh. Và đối với những người đang gặp phải tình trạng sinh lý yếu hay gặp các vấn đề về tình dục thì khi sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung heo này nó sẽ giúp cải thiện tình trạng sinh lý của bạn. Đồng thời là giúp cho cơ thể của bạn khỏe mạnh toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Công dụng thứ hai của dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiệu đó chính là cung cấp dưỡng chất cần thiết cho những người có thể trạng yếu kém, những người vừa mới ốm dậy hay đang trong quá trình điều trị bệnh. Sản phẩm này thì vốn đã được biết đến là có chứa nhiều dưỡng chất bổ ích, uh, cũng như là cung cấp nhiều vitamin, axit amin và các chất chống oxy hóa trong cơ thể. Đối với những người có thể trạng yếu kém khi sử dụng dòng sản phẩm này, nó sẽ giúp cho cơ thể của bạn được tăng cường sức đề kháng, đồng thời là ngăn ngừa được nhiều căn bệnh nguy hiểm, cũng như là phục hồi sức khỏe một cách hiệu quả. Công dụng thứ ba của dòng sản phẩm nước hồng sâm Nhung Hiệu đó chính là tăng cường sự tuần hoàn của máu, giúp máu của bạn được lưu thông tốt hơn, đồng thời là từ đó thì giảm tình trạng là căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày làm việc. Công dụng thứ tư của sản phẩm này đó chính là vô cùng tốt cho gan cũng như là hệ thống tuần hoàn. Đối những đối với những người đang gặp phải tình trạng độc gan hay là men gan cao thì khi sử dụng dòng sản phẩm này nó không chỉ là tăng cường chức năng gan mà đồng thời còn giúp cho hệ tuần hoàn của chúng ta được hoạt động tốt hơn và ngăn chặn các căn bệnh liên quan đến các chức năng này. Ở công dụng thứ năm của dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu đó chính là khả năng phòng chống ung thư cũng như là hỗ trợ điều trị ung thư hiệu quả nước hồng sâm nhung hiêu thì có khả năng cao trong việc là hỗ trợ phòng ngừa ung thư đồng thời đối với những người mà đang trong quá trình điều trị ung thư nếu như chúng ta kết hợp với sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này thì sẽ giúp cho quá trình điều trị được hiệu quả hơn đồng thời là giúp cho sức khỏe của chúng ta được vững vàng hơn và công dụng cuối cùng của dòng sản phẩm này đó chính là khả năng giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa và kéo dài tuổi thọ cho người cao tuổi. Lão hóa là một trong những tình trạng không ai muốn mong muốn là chúng ta mắc phải đúng không? Tuy nhiên khi đã có tuổi rồi, tình trạng lão hóa này chắc chắn phải xảy ra hay là đối với những người cao tuổi thì sức khỏe của họ vô cùng yếu kém. Thế nên là khi mà chúng ta sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu đến từ Hàn Quốc này thì chỉ sau từ 1 đến 2 tuần sử dụng thôi, chúng ta sẽ nhận thấy là sức khỏe của mình có sự khác biệt. Đối với người cao tuổi, họ sẽ thấy là mình ăn ngon, ngủ ngon hơn, đồng thời là sức khỏe của họ tốt hơn và phấn chấn hơn. À và đặc biệt đối với chị em phụ nữ, khi sử dụng dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu này thì sẽ giúp cho họ có được làn da đẹp hơn, đồng thời là ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm. Vâng, như vậy có thể thấy những công dụng tuyệt vời mà dòng sản phẩm này mang lại đúng không ạ? Và chắc chắn rồi, với một sản phẩm tuyệt vời như vậy thì các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh, đó chính là mỗi ngày chúng ta sử dụng một gói nước hồng sâm nhung hiêu và thời điểm tốt nhất để chúng ta sử dụng đó chính là vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi ăn từ 15 đến 20 phút và thêm một điểm cộng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiêu đó chính là chúng có thiết kế vô cùng nhỏ gọn tiện lợi đồng thời là sang trọng ở giúp cho chúng ta có thể làm mang làm quà tặng cho người thân bạn bè đồng nghiệp hay là cấp trên. Và uh, như Kiều Anh có chia sẻ trong rất nhiều video Đó chính là đối với những người mà đi công tác xa hay là đi du lịch Chúng ta có thể mang theo sản phẩm này bên người chỉ với một túi nhỏ gọn như này thôi Và các bạn hãy nhớ nhé Bên cạnh việc sử dụng nước hồng sâm nhung hươu Thì chúng ta cũng nên có chế độ ăn uống lành mạnh để có được sức khỏe tốt nhất và các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website Shop 24 h com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước hồng sâm nhung hiều đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.